Hello mọi người, nay Phương sẽ review về cái hệ thống máy lạnh Phương Siêu. Giống như Phương đã nói rồi, Phương B, Phương gia chạm cái nào, Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cái đó. Thì bữa trước là có cái hệ PDV bên nhà bên kia, thì hôm nay thì Phương sẽ quay về cái hệ cần siêu của tòa nhà bên này. Thì cần siêu này nó mỗi người làm theo mỗi kiểu, thì nay Phương quay cái kiểu này nha. Anh em nào mà đi đâu á mà thi công mà có cái kiểu vậy á, thì mình có thể thi công theo kiểu này, mà còn nó có kiểu khác dẫn ống gió rồi đi, còn kiểu này là kiểu không gian này không có gì hết, lụi nó lên không có trời, nên là mình sẽ làm một cái kiểu này thôi. Thì giờ mình giới thiệu ha, nó gồm có cái gì trong đó để anh em có thể tiện theo dõi ha. Rồi chúng ta cùng xem nha. Bước đầu tiên thì cũng giống như anh em có thể nhìn thấy ở ngoài đó, thì đây là cái đầu lạnh đó, một cái đầu của sàn này. Thì ở dưới là do nó có làm cái máng nước ngưng nước ngưng á, nhưng mà đúng ra nó phải có ống, nhưng mà này ống cũng biết dẫn đi đâu, nên là sẽ làm gì để mà đối phó thôi, chứ không có phải là quan trọng gì. Làm đối phó với che bớt cho nó đẹp. Thì giờ mình lên mình quay cái máy ha. Thì đây đó, cái máy thì nó gồm có vậy nè đó. Đây là hai đường ống đầu, ống đi ống về. Còn đây nè, ở dưới đây là cái đường nước ở đây nè. Cái máy thì đây là cái máng nước ở dưới nè, nó như vậy thôi. Đây đó là cái máy ha, cái bộ phận bo điều khiển này nằm ở đó. Đó, để mình quay quanh đây mình cho mọi người xem nó. Đây, và đây là thứ tiếp theo là cái phần máy nữa, ngay chỗ đó đó, ngay chỗ đó đó là nguyên cái bộ phận của máy đó. Đó, nguyên cái này nè là cái cục máy này, và đây là một cái ống gió đi ra. Thì trong ống gió này nó gồm có cái gì thì giờ mình xin giới thiệu tiếp ha. Mình sẽ giới thiệu thì đó là nó gồm có mấy cái bộ phận thôi. Thì từ cái cục máy của nó nè đi ra thì nó sẽ gồm có mấy cái bộ phận như thế này. Thì do là nó đã mình không có mở cái này ra nên mình giới thiệu anh em cũng có thể hình dung được, nếu mà biết thì để hình dung thôi. Thì đó nè, thì anh em thấy không, đó cái mà cái anh em nhìn thấy á, cái lưới á đó, cái đó là cái lưới đó, cái đó là cái lưới của cái dàn coi á, cái dàn coi của máy đó, cái trắng trắng đó đó, ngang ngang á. Còn có hai cái miếng lá kia kìa, cái đó là cái PCD chỉnh gió ha. Cái PCD thì nó đây nè, đó đó, các bạn thấy không, các bạn thấy không, đó cái đó, đó cái có mà cái giống như cái dao á, nó cái dao đó, đó gật lên gật xuống, cái đó là cái gọi là cái PCD chỉnh gió ha. Đó các bạn thấy không, đó cái làm đó đó, hai cái làm đó là cái PCD đó đó. Rồi còn đây nguyên cái cụm này, nguyên cái cụm này là một cái bóc thôi, cái bóc này là cái bóc mà đây ở bên này là nhà thầu làm cái kỹ đây nè. Cái này là bóc, này gọi là bóc tiêu âm ha, nó có nè đó, cái này là bóc tiêu âm, đây là nhà thầu kỹ thôi. Còn đây là cái mặt thổi không hồng gió. Ở ngay chỗ cái PCD đó, đó thì nó sẽ có một cái khớp nối mềm nữa ha. Thì cái lúc mà làm á thì anh em sẽ thấy có khớp nối mềm, anh em cũng biết khớp nối mềm như thế nào thì mình cứ sờ trên mạng mình sẽ thấy nó sẽ ra thôi. Đó, thì đó là cái khớp nối mềm. Thì tổng thể nó là bấy nhiêu đó đó. Nếu mà mình làm cái này là theo cái mô hình là mở ra cho nó đẹp, trống luôn, không giấu. We'll be right back.
bức hình shell này chủ yếu dấu trận, nhưng mà có nhiều chỗ thì với cái không gian, tùy theo không gian thì mình có thể mình làm không cần dấu trận, mình làm trực tiếp vậy luôn. Rồi thì để cho mà giờ mình sẽ quay tiếp cho anh em coi cái một cái chỗ mà nó có dẫn ống gió nó đi ha, để cho anh em có thể hình dung thêm là đi nó có ống gió nó đi thì như thế nào. Rồi tiếp tục nha. Rồi giờ chúng ta tiếp tục với cái kiểu này. Thì đây là có dẫn một cái đường gió chính đi và bắt đầu chẻ ra các nhánh gió sau. Đây, đó là họng gió. Ở đây do nó không gian nó thoáng nên mình không có làm hồi gì nha. Chút xíu mình sẽ quay cái kiểu mà làm hồi cho anh em xem là như thế nào. Đó, đây là họng gió. Và đây cũng là họng gió luôn. Đây. Đây được gọi là họng gió hết ha. Đó. Thì giờ với tiếp theo là đó, cái này là ta ướp cách nhiệt, dán cách nhiệt này cho nó đẹp, không dùng cách nhiệt bông. Này nè, bông á. Rồi thì đây đó, đây là một cái nè, bắt đầu chia đi nè, nó đây nè, thì ở đây là cái họng gió cấp nha. Đây, ở ngoài đây thì không cần gió hồi. Thì giờ mình sẽ quay cái cảnh vô trong có đường họng gió hồi cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy không? Nè. Đây nè. Đây là cái đường ống gió chính đúng không? Hồi nãy mình có nói nè, nó cái đường ống này ống gió vô nè. Thì ống nó vô thì cái chỗ này nè, lúc nào người ta cũng làm cái VCD nó đây để mà chỉnh lượng gió ha. Chỉnh lượng gió đó thì như thế nào? Chỉnh lượng gió đó là cái lúc mà cần gió, nó có cái máy cần gió. Cái đó là gì chỉnh đó, thì đã cần hết rồi. Còn máy cần gió nào thì anh em muốn biết thì anh em có thể sờ thử, còn không thì mai mốt á mình sẽ lúc nào sẽ làm á, cầm theo rồi giới thiệu cùng anh em để coi cần gió ha. Đây là giống cá cấp. Thì trong một cái phòng mình có nói rồi, phải có ống gió hồi, họng gió hồi chứ. Này đó, thấy không, luôn luôn nó có hai họng, mà cái họng kia là không, nó hồi nha, hồi nên là không có liên quan tới ống gió cấp hết nè. Nó hồi nè, nó riêng nè, nó không có nối vô, thấy không, nó hồi ra. Cái này cũng giống như hình thức là hồi trần, mà đây không có gì hết thì cho nó ra đây đó, nè thấy không, cấp vô đây hồi ra đây đó, đây là cấp, đây là hồi ha. Rồi thì mình cũng để cho tránh anh em coi nhàm chán, thì nó vẫn là cái cục máy nó nằm ở trong kia giấu rồi, ở dưới đó là cái họng gió hồi luôn đó. Còn cái cục máy thì cái họng gió ra thì đây, thì đây vẫn có là tiêu âm đồ các kiểu ha, ở trong đó đó. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hy vọng nếu anh em thích thì cho mình một lượt đăng ký để ủng hộ kênh mình. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.